Mới hôm qua Sumi nhà mình còn khoe với ba mẹ được chọn vào lớp múa của trường, thì hôm nay mẹ mới biết Su nhà mình có năng khiếu vẽ nữa nha. Xem cái tướng em khoe bức tranh vẽ về mẹ kia. Mẹ ơi, sắp tới con được thi vẽ tranh á mẹ. Ú là trời, Sumi giỏi vậy luôn hả? Kiểu này phải đón chị hai Su tiên mẹ khoe cho chị hai mới được. Yên tâm, tối nay chị hai sẽ hướng dẫn cho em Sumi học vẽ nè. Ấy cha cha, Sumi nhà mình vẽ cái gì mà đẹp quá ta. Nè, mẹ tặng cho Sumi bộ sáp màu đa năng 3-in-1 của nhãn hàng Color Kit thuộc tập đoàn Thiên Long đó nha. Nghe nói bộ màu này xịn sò lắm luôn á, mẹ mới thấy giới thiệu ở nhà sách liền mua về cho Sumi nè. Giờ mẹ phụ Sumi tô màu nha. Ý mà mẹ phải công nhận chiếc sáp vẽ thích ghê Su ha. Tô đều mà đậm nữa, không cần đồ lui đồ tới như các màu sáp khác, còn dễ dàng di màu nữa chứ. Phối màu thì eo ơi, ta nói màu đẹp đến nỗi làm tranh sáp nổi bật hẳn ra. Đúng là không uổng công mẹ tìm kiếm cho Sumi nhà mình tập vẽ. Ớ mà khoan, để mẹ chỉ cho Su mình cách tô biển hay lắm nè. Lý do mà người ta gọi đây là bộ sáp màu đa năng 3-in-1 là vì vừa là màu sáp vừa là màu nước luôn đó Su. Su chỉ cần lấy một cây cọ và một ít nước là có thể chuyển từ màu sáp thành màu nước luôn đó. Su thấy cái biển của mẹ tô đẹp chưa nè? Ô hay quá mẹ ơi. Giờ thì Sumi nhà mình tô thử cho mẹ xem cái nào. Ấy chà chà, Sumi cũng khéo tay dữ ha. Ờ hay sao Su Ti lại vẽ trên bàn thế kia? Chưa gì mà ba đã la con rồi. Ba yên tâm, mẹ tính hết rồi. Mẹ chọn sáp màu đa năng là cũng vì tính năng dễ lau rửa với nước. Su có vẽ chỗ nào đi nữa chỉ cần lấy một cái khăn ướt là sạch bông kinh kích, từ bàn cho đến sàn nhà mẹ bao luôn nhé. Không chỉ vậy, Su nhà mình còn được tha hồ sáng tạo không giới hạn, tô vẽ thú vị hơn trên mọi bề mặt khác nhau như gỗ, kính, gạch men, nhựa, kim loại nữa nè. Thậm chí mặt ba Su còn vẽ được luôn. Ba xem bức tranh của Sumi vẽ nè. Đẹp quá ta, kiểu này Su mang hộp màu đi thi chắc được giải nhất quá ta ơi. Tất nhiên rồi, không chỉ vậy, trong mỗi hộp màu còn được tặng kèm cọ và 4 sticker nữa nè ba. Với bộ sáp màu đạt tiêu chuẩn an toàn châu Âu và Mỹ như thế này, mẹ đang tính mua thêm cho chị hai Su Ti một bộ chứ. Xem nè, tranh vẽ đẹp thế này cơ mà, không mua thì uổng lắm.